Đường lên bóng nhanh của đội tuyển Việt Nam. Hai. Vẫn chưa thể có cơ hội dứt điểm. Đây rồi! Tỷ số là 1-0. Bàn thắng đẹp mắt của Trọng Hoàng. Một bàn thắng của đại sứ quyết tâm. Và người cố gắng đến từ nào của đội tuyển Việt Nam. Và đó là một điều mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt thời gian của trận này. Đến lần này dứt điểm thì Trọng Hoàng đã thành công sau những cú sút rất đẹp mắt trước đó. Một bàn thắng đã bùng nổ bầu không khí tại sân Mỹ Đình. Và đó là kết quả của một hiệp 2 mà đội tuyển Việt Nam vẫn khởi đầu rất chủ động.